Ngủ mạnh đồ hôn không nhưng tụi bay rồi. Đừng có chờ, mày có đủ tay đi đâu hết mà. Nó chưa đầy hết cái túi cái này đây nó bỏ. Không cho dân miếng mà nó không biết phát gì đâu. Đi chợ dùm cũng không có chú bộ đội nào luôn. Cũng tán đó. Chán chưa? Chiều nào cũng có xe chở một đống rau củ quả. Gạo đều đủ hết. Mà không phát cho dân. Phát chở đi đâu? Chở cho bà con dùm họ anh hay sao? Tổ quân 3, tổ quân 4, quận 8. Tổ quân 13, tổ quân 13. Dân ở đây không có một cái gì đó.
cái con này con của ông gì đó. Đừng bức xúc. Nó đông quá nó đi rồi, nó sợ chở bị chửi á, thấy khóa cửa đi rồi. Bây giờ cứ đứng đây canh đi, canh xem nó chở thuốc. Giờ canh xem nó lại chở thuốc. Canh xe nó lại mà chở đi hốt. Dân đói quá bạo loạn nè cả nhà. Đây nó chứa nguyên một nhà gạo, nước mắm, nước tương, rau củ quả mà dân không có một cái gì hết. Công an, dân phòng, dân bạo loạn. Quận 8 đói quá rồi bạo loạn nha cả nhà. Đó, công an xuống giải quyết. Nó chứa một nhà luôn nè, một nhà rau củ quả, gạo, muối, mắm, đường gì tùm lum trong đó hết mà dân ở đây không có một cái gì hết, không biết là nó chở đi đâu. Cứ 4 giờ là một cái xe hơi xuống chở đồ bỏ vô xong rồi kêu xe ba bánh chất chở đi đâu á. Chứ ở đây dân không có một cái gì hết luôn. Xe mà ức chế gì đâu luôn á. Dân bây giờ người ta đói quá, người ta ra, người ta tràn ra ngoài, người ta bạo loạn luôn. Mình có tiền khác, còn người ta nghèo khổ, người ta không có tiền thì người ta làm gì có đồ ăn. Đó mọi người xem mà tức không nè, nguyên một cái nhà đây của nó nè, nó chứa vừa gạo, vừa nước tương, nước mắm, rau, củ quả trong đây một đống luôn. Tới chiều là nó xe nó xuống nó chở vô thêm mà nó kêu xe ba bánh chở mà chở đi đâu á. Dân ở đây không có một cái gì luôn, mua đồ giùm cũng không có mà phát đồ cũng không có. Làm sao mà người ta chịu nổi? Đó. Mọi người xem coi có tức không? Người ta còn nói tiền hỗ trợ là mấy chục hộ chỉ phát được có mấy hộ thôi. Nó còn thách thức người ta nữa, nãy cái anh này muốn đánh lộn luôn nè. Trời, giờ tôi mới thấy được mấy chú bộ đội á trời. Mấy chú bộ đội này tới giải quyết chứ không phải mấy chú bộ đội này tới phát đồ nha cả nhà. Cả tuần lễ, 2 tuần lễ nay luôn, dân không có một cái gì đó. Đồ thúi thì nó dục gì nè. Đó, đồ thúi nó dục nè. Đó, dân bạo loạn à. Đó, nãy em xem mẹ muốn khóc luôn á. Tức gì mà tức kinh hồn. Mình thì có đồ ăn mình dự trữ sẵn rồi, người ta không có tiền bạc đâu, người ta mua rồi giờ phát cũng không phát. Mà nó có thì nó chứa trong nhà nó một nồi rồi xong nó chở đi đâu ấy, chứ không phải chở, nó chứ phát cho dân. Rồi đồ thúi đồ hư nó dục ở đây nè. Bộ đội của bắp chứ ơi. Đó. Nó dân dần người ta ức quá trời ức rồi, người ta chịu hết nổi rồi. Đói quá mà sao người ta chịu nổi nữa. Trong cái khu quận 8 này toàn dân nhà nghèo không mà. Dân nghèo không mà chứ phải dân có điều kiện nhiều đâu. Đó mọi người thấy không? Người ta điên lên, người ta bạo loạn đó. Đó, giờ giãn cách gì nữa cả nhà.
ta bạo loạn kiểu này luôn đó. Ai mà chịu nổi nữa, một hai ngày ba ngày còn chịu, bây giờ cả tuần lễ, hơn cả tuần lễ luôn, dân không nhận được một cái gì hết. Từ thiện cũng đâu có ai vô được tới đây. Quận 8 em, quận 8, ngay phường 10, đường Ba Đình, phường 10. Nó chở nè, một cái nhà này của nó nè, một cái khu phố này của nó chứa gạo, đường, mắm, muối, nói chung là rau củ quả đủ hết mà một nhà trong đây. Nhưng mà đến chiều thêm một cái xe cảnh sát mà chở đồ tới cho thêm nữa. Rồi xe ba bánh chở đi, mà chở đi đâu mình cũng không biết, phát cho bà con dòng họ hay sao. Dân thì không nhận được cái gì ở đây, bất cứ một cọng rau cũng không nhận được, mua đồ giùm cũng không có. Nó cả nhà xem mà điên không, tức ghê không, xem mà muốn khóc luôn, khóc cho dân mình chứ gì hết. Vì sao người ta chịu nổi? Từ thiện đem lên quỹ ban nhưng mà quỹ ban nó không phát cho dân em ơi, nó phát đi đâu á, nó phát đi bán hay cái gì á, chở xe ba bánh đi bán hay cái gì á, không có nhận được một cọng rau luôn á, nói mà không ai tin luôn á. 1,5 triệu hỗ trợ cũng không có luôn em. Cả trăm cả ngàn hộ mà người ta nói là có 1-2 hộ nhận, hình như bà con dòng họ nó mới nhận á, chứ còn dân người ta không nhận được cái gì hết á. Đó. Đó, giờ ta bạo loạn luôn nè. Sao mà chịu nổi nữa, đói quá rồi làm sao người ta chịu nổi nữa. Mà ngày nào người ta cũng thấy nó chở đồ cả đống ở đây hết ấy, người ta cứ tưởng phát cho người ta không mà, nên người ta không nói ai gì, không có phát cái gì hết. Không phát cả tuần lễ, hai tuần lễ nay rồi, nhưng mà xe chở đồ tới là cái trong cái nhà này nè, nhà của dân phố này nè, nó chứa quá trời luôn, mà nó chia ra xe ba bánh chở mấy lần gì mà không phải chở phát cho dân ở đây. Không biết về chở đi bán hay chở đi đâu mình không biết luôn. Dân bạo loạn chứ ơi, dân bạo loạn, không phát đồ cho người ta, giờ dân đói quá dân bạo loạn. Chủ tịch quận làng Tùng á anh, Tùng á, sau vụ dịch này chắc ỏi eo á. Làm quản cái gì mà cả một cái quận, quận ta mà không làm được cái gì hết, dân là gì. Giờ dân chửi, giờ dân gì nè, làm sao mình trách người ta được, làm sao mình trách người ta được, trong khi giờ người ta không có miếng ăn, làm sao trách người ta được. Đợi như vậy mới xuống giải quyết, còn không là không bao giờ giải quyết. Mua đồ giùm cũng không có nữa, phát cũng không phát, mua đồ giùm cũng không có nữa. Người giàu thì có tiền trữ đồ ăn cả tuần cả tháng, chứ người ta nghèo người ta lấy đâu người ta trữ, mà không hỗ trợ người ta được cái gì. Từ thiện cũng không có vô đây phát được luôn, từ thiện thì cứ cho quỹ ban, dân lấy đâu mà nhận được, cho quỹ ban phát được đâu bà con dòng họ nó. Má ức thiệt là ức luôn á trời, nhức cái đầu. Đây nè, có con mẹ trong đây nè, cái con mẹ láo lắm nè, mấy nhận đồ xong mấy phát đâu trong đây nè, nguyên cái nhà này nè, nó thích thì nó phát cho người nhà bà con, nó không thích thì nó không phát. Đây thì dân đây nè, người ta không nhận được một cái gì hết, cộng rau cũng nhận được, đừng nói chi 5 kg gạo hay tương đường mắm muối gì, không nhận được cái gì. Nói thì không ai tin, nó từ từ cứ hỗ trợ từ từ đi, sẽ tới, chờ tới chắc còn da bọc xương. Đây là phường 10 quận 8 nha cả nhà, đường Ba Đình. Xem mà ức, xem mà muốn khóc luôn. Dân khổ quá trời khổ. Đây rau thì thúi một bao dục, dân thì không có ăn, rau để thúi. Đi chợ cũng thấy đâu em. Làm căng quá vô nhào vô giật luôn. Em kêu canh cái xe tải mà của nó chở xuống, dân tới nhào vô giật hết đi. Đó, thấy không? Nhìn cái cảnh này thấy không? Tức chết mẹ luôn.
quận 8, quận 4, nói chung là quận thấy chỉ có quận 10 là mình ngưỡng mộ thôi. Quận 10, quận 5, quận 6 người ta lo cho dân, người ta tới cái gì luôn. Mẹ bà nó cái quận 8 gì mà chẳng thấy gì. Không thấy hỗ trợ, chẳng thấy hỏi thăm, chẳng thấy một cái gì mua giùm cũng không thấy, chứ đừng nói chi mà phát cho. Dân toàn tự lén nhau mà đi mua không, tự lén nhau mà vô một cái group để mà bán đồ mà mua không. Xem mà ức gì đâu ức. Ra đường thì không cho phạt. Đó, bây giờ dân người ta đòi hỏi phải giải quyết như thế nào. Đó, mọi người thấy chưa, mọi người thấy chưa? Nhà này nè, để một lát mình canh 4-5 giờ mình thấy xe tới mình chụp tiếp cho cả nhà xem. Nó chở một đống đồ luôn tới mà không phải phát đem đi đâu á. Còn thách thức người ta nữa chứ, nãy thằng kia thách thức người ta đòi đánh nữa. Đấy, nó xem mà ức gì đâu nè, một đống đồ nó để nó chứa đây nè. Mà dân thì không được cái gì hết, nguyên cái nhà nó mở cửa banh ra cho cả nhà xem. Bà con dòng họ nó nhận không à. Đó, trong nguyên một cái đường Ba Đình này là mé sao là dân nhà nghèo nhiều lắm, còn nghèo không. Nắng quá vào đây. Kệ nó, em quay cho xong. Ức quá, đang rửa chén đó, ức quá bỏ xuống đi ra quay luôn. Nhà giàu thì còn đi mua đồ được một đống để chứa cả tháng cũng được, còn người ta nghèo, người ta có tiền đâu, người ta chỉ chờ nhà nước hỗ trợ thôi mà cũng không thấy cái gì hết, thì hỏi làm sao mà người ta không bức xúc đó. Nó còn hâm đánh hâm gì người ta nữa đó. Chiều 4-5 giờ cái xe cảnh sát nó chở đồ xuống mà mình chụp cho một cõi nhà xem. Ngày nào cũng vậy hết, ngày nào cũng vậy. Rồi xong lấy xe ba bánh chở đồ đi, không biết đi đâu. Dân tức từ hôm qua nay rồi, chửi hôm qua nay rồi, nay ức quá rồi. Người ta mới làm lớn chuyện luôn. Nói giờ công an tới tùm lum hết. Giải quyết cái má, hốt cái má nó đi giùm luôn đi, cái má nó đó. À, dân đói em ơi, dân đói không có hỗ trợ gì hết. Đâm ra giờ dân ta bạo loạn luôn. Người ta đói cái tuần lễ nay rồi, không có hỗ trợ, không phát một cái gì hết. Không mua giùm cũng nói chung là không hết toàn bộ luôn á. Giờ dân bức xúc quá rồi, người ta ra đường người ta bạo loạn luôn. Mà trong khi cái nhà này nè, nó chứa một đống gạo, muối, mắm, đường, rau, củ quả ngày nào cũng chở tới hết. Nhưng mà lại không phát cho dân. Chở đi đâu á. Chứ không phải phát cho dân mà đồ như của Mạnh Thường Quân người ta góp hay sao á. Chiều nào cũng có xe chở đồ tới cho hết, nhưng mà dân không nhận được cái gì hết. Đó, rồi bây giờ dân người ta bạo loạn, công an nó xuống. Quận 8, đường Ba Đình, phường 10. Nói chung là nguyên cái quận 8 luôn, hầu như là rất là ít nhận được đồ của phường hay khu phố hay cái gì. Còn là dân nghèo không. Nhìn cảnh phường 10, nhìn cảnh quận 10, quận 6, quận 5 mà phát cho dân mà mình thấy ham ghê mà cái quận của mình nè. Coi nè. Trời ơi đất hỏi không, mẹ bà nữa. Má không lẽ tôi dọn đi khỏi quận 8 này chứ. Nắng quá mình gán quay cho cả nhà xem. Ổn có ổn đâu Thư ơi, Sài Gòn chị đang bệnh nặng lắm Thư ơi. Đây nè, dân đang đói, đang bạo loạn nè em. Sài Gòn chị bệnh nặng lắm, xe mà muốn khóc. Không có ổn tí nào hết, chị cũng mong ổn lắm mà không thấy ổn.
không phát đồ ăn, không phát bất cứ một cái gì cho dân ở đây hết, một cọng rau cũng không có. Dân ở đây mình thì mình không nói, mình có mình ăn rồi mình không nói, nhưng mà dân nghèo người ta trong cái đường của chị dân nghèo nhiều lắm, người ta không nhận được một cái gì, một cọng rau ta cũng không nhận được, tiền hỗ trợ cũng không nhận được luôn. À, cả trăm hộ mà nhận được có 1-2 hộ thôi, 1,5 triệu. Bây giờ người ta bức xúc quá, trong khi cái nhà này thì nó chứa một đống đồ, phát phân phát ở đâu thì mình không biết, bà con dòng họ hay sao không biết, mà dân thì không nhận được cái gì hết. Ngày nào chiều 4-5 giờ là xe cũng chở tới hết, chở một đống đồ tới nhưng mà không có phát cho dân. Bây giờ dân ức chế quá, dân ra dân đình công luôn. Đó, chịu hết nổi là rau hư, rau của nó người ta cho thì nó để hư để thúi, dân thì không nhận được cái gì hết. Đó, bé mà mọi người thấy cảnh chưa, thấy đói khổ thì người ta phải dùng lên thôi chứ không phát một cái gì hết. Mình thì mình có đồ ăn trữ cũng có giới hạn thôi chứ đâu có trữ nhiều được đâu, mà bây giờ mua đồ dùm cũng không thấy, mà không cho dân ra đường đi mua đồ, giờ cứ giam cầm trong nhà gì hoài, không có cái gì, không hỗ trợ được cái gì hết, thì hỏi sao dân người ta không ức. Mình xem mà mình còn ức cũng khóc nữa chứ đừng có nói. Chiều nào nè xe này, nó cũng chở tới đây nè, một nguyên một cái xe này, chở tới rồi nó phân phát đi đâu, xe ba bánh rồi nó chở tới, nó chở đi đâu á, chứ không phải là nó chở tới để nó phát cho dân. Nó phát cho dân, dân cũng nói từ người ta chướng mắt quá, mà nguyên một cái nhà thì chứa đồ quá trời, nhưng mà dân thì không nhận được cái gì, hỏi làm sao người ta không chướng. Em ức ghê không, 4-5 giờ đi mình chụp cho cả nhà xem cái xe mà nó chở đồ tới cho, ngày nào cũng vậy hết á, nó chở một đống đồ nó quăng ở đây nè, rồi cái con mẹ già trong kia đó phân phát, muốn phát cho ai phát, láo lắm, láo vô cùng, nói chuyện láo cực kỳ láo, nói con mẹ già đó đó, tức mình gì đâu mà tức thiệt. À, giờ em mới được thấy mặt chú bộ đội nha cả nhà, giờ nào giờ chưa thấy chú bộ đội, giờ mới thấy nè, chú bộ đội này tới không có phải phát quà tới nhiều chuyện đó. À, chú bộ đội của em á không có xá muối nha, ấm tông ấm tèo.